Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh 30Side TV. Và vừa rồi bí quyết đẹp trai đã nhận được rất nhiều lời bình luận về hướng dẫn cách vuốt tạo kiểu layer và làm sao để có thể tự tạo kiểu layer vuốt rối đẹp nhất, thì hãy cùng chúng tôi theo dõi chủ đề của ngày hôm nay. Xin chào khán giả của 30Side TV. Và vừa rồi Huân đã nhận được rất là nhiều lời yêu cầu cũng như phản hồi khán giả là làm một video về cách hướng dẫn vuốt tạo kiểu layer. Và ngày hôm nay thì Huân đã có mặt tại 30Side tại 391 Trương Định để nhờ anh Quang, một stylist của 30Side, sẽ hướng dẫn mình cách vuốt tạo kiểu layer, vuốt rối làm sao mà đẹp nhất. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho Huân và mọi người cái cách mà vuốt một cái kiểu layer rối trong vòng chưa đến 5 phút. À vâng, rất là cảm ơn anh Quang. Nào mình bắt đầu nhé. Với cái kiểu vuốt layer này thì để bắt đầu trước khi mà mình tạo kiểu ấy, thì em lên để có 4 thứ để mà mình có thể mình tạo kiểu hỗ trợ vào. Thì đấy là lược, máy sấy và gôm và sắc. Dạ. Đấy. Thì bây giờ anh sẽ chỉ em cách sấy trước. Dạ vâng. Thì khi mà sấy đến 80-90% rồi thì em bắt đầu em dùng một cái lược bắn nguyệt này, nó sẽ tạo ra cái độ mà mình bẻ cong nó dễ hơn. Để mà em có thể em sử dụng ở nhà rất là dễ, thuận tiện. Bẻ cong và tạo cái độ phồng nhé. Bắt đầu gió nhẹ nhẹ thôi. Sao mình cứ bẻ cong từng lọn một đúng không anh? Cũng không nhất thiết phải bẻ cong từng lọn đâu, mà bẻ cong tất cả mái tóc của mình đấy. Dạ. Mà làm thao tác là nhanh, không cần phải gọi là ngồi đưa cái máy sấy vào giữ mấy phút hay mấy giây rồi. Bẻ đến khi mà tóc mình khô thì đẹp. Gáy thì nó hơi khó làm, mình cứ để nó tự nhiên cũng được. Cái phần gáy mình cứ sấy để cho sấy dần xuôi tự nhiên xuống thôi là mình sẽ tạo được ra độ người khá là tốt rồi. Chỉ cần quan trọng phần trên này, mình cứ đặt tay lên bẻ cong về phía trước. Ok, bước sấy mình đã xong rồi. Mình muốn tạo ra cái độ rối nhiều thì mình lên dùng một con clay, nó sẽ tạo ra cái độ phồng, độ rối nó hoàn hảo hơn. Lấy một lượng sáp tầm một đốt tay này, xoa tan, xoa bóng. Mình bắt đầu mình chỉ lăn trên bề mặt tóc thôi nhé, tạo ra các cái tẹp. Lăn nhẹ nhàng nữa, lăn nhẹ nhàng hơi đẩy về đằng sau để tăng thêm độ rối. Không lên đưa sáp vào trong chân tóc làm cái gì nữa. Thì nó sẽ tạo ra cái độ bẹp của tóc rất là nhiều. À, thế là mình vuốt sáp không nên đưa chất sáp vào chân tóc. Còn cái bàn tay của mình khi mà mình bắt đầu mình đưa sáp vào rồi, muốn nó có độ cong cụt đẹp hơn thì mình bẻ. Để tay mình bẻ. Và cái thứ nhất là đã ra cái độ hiệu ứng rối phồng lên rất là nhiều. Và tạo ra cái độ hiệu ứng rối phồng lên rất là ok rồi. Còn nếu như mình muốn tăng thêm độ rối thì mình có thể sử dụng thêm một cái lược này, các lược răng kín này, để mình đánh rối lên. Đấy là cái bước này mình có thể mình không cần cũng được, hoặc là mình thích thì mình tăng thêm vào thôi. Rất là nhanh. À, thế là đây là bí quyết mà làm tăng cái độ rối, hiệu ứng rối trên tóc đúng không? Đúng rồi, độ rối nó sẽ cao hơn rất nhiều. Dành cho những bạn nào thích cái độ tách lên khá là cao. Và mình sẽ chỉnh thêm một chút để cho nó hài hòa hơn, là mình để cho nó có cái độ rối nó nhìn nó đều đều nhau hơn, nó sẽ ổn với form đầu mình hơn đấy. Em thấy thêm hiệu ứng rối nhìn tóc em nó bay hơn khá nhiều. Nói chung là sẽ tăng cái độ hiệu quả của cái tóc layer hơn rồi.
Đây là vào trong vài phút thôi mình đã tạo ra được cái kiểu này rất là đẹp. Mình có cảm thấy là ok. Vậy bước tới cùng thì chúng ta chỉ cần gột xịt chỉ gom. Cần xịt thêm một chút gom lên nữa là mình sẽ hoàn hảo được cái form đầu layer rồi. Rất là tiện, bạn nào thích cá tính thì đánh dối cao lên. Vậy là vừa rồi anh Quang đã giúp tôi cách vuốt tóc layer chỉ chưa đến 5 phút. Bây giờ thì tôi sẽ thử tự mình vuốt kiểu tóc layer xem sẽ có được như anh Quang nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ phải sấy mái tóc tôi khô đến khoảng 80% ạ. Wasting my time. All these crazy fears that ends with bloody tears. Oh baby, we keep prepping long nights. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng lược cuốn và cắt lên và sấy vào phần tóc. This stupid darling money stage my billions in the cage fight. Fuck the thoughts and get high and get high. Các bạn hãy lấy một lượng sáp nhỏ, sau đó tán thật đều ra lòng bàn tay. Sau đó vuốt thật nhẹ trên bề mặt tóc và tránh vuốt sáp vào chân tóc nhé. Để tạo hiệu ứng trông nó rối xù và đẹp mắt hơn thì các bạn nhớ là bóp vào, bóp một chút vào. Đó, nó sẽ tạo ra hiệu ứng rối rất là đẹp. Và cuối cùng là nhớ xịt gôm nhé. Vậy là vừa rồi thì tôi đã thành công với kiểu tóc layer mà stylist Đức Quang đã hướng dẫn cho tôi. Và tôi nghĩ là để tạo kiểu tóc này các bạn sẽ cũng chỉ mất chưa đầy đến 5 phút. Nếu các bạn cũng đã thành công rồi, hãy comment ngay xuống phần bên dưới để chia sẻ cho những anh em khác. Và đừng quên subscribe kênh 30Side TV để nhận thêm những video bổ ích và nhiều thông tin làm đẹp cho nam giới khác. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau. Và quên mất còn một điều nữa. Nếu các bạn đang băn khoăn không chọn được kiểu tóc nào phù hợp cũng như là mình đẹp trai hơn, hãy đón xem buổi live stream của chúng tôi vào lúc 1 giờ trưa thứ bảy tuần này nhé. Và chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn cho các bạn.